Theo đó, chiều ngày 25 tháng 6 lũ rút đi, để lại một lớp bùn bao phủ nhà cửa công sở. Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động 500 lượt chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp nhà dân và trường học. Nhiều nơi tại mặt đường bùn dày khoảng 20 cm, công nhân môi trường phải dùng xe bồn để gột rửa. Tại huyện Quản Bạ, địa phương có 2 người chết, nhiều nhà dân bị ngập úng, vùi lấp, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra thực tế, động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời chỉ đạo huyện Quản Bạ và các huyện trong tỉnh huy động các lực lượng để giúp đỡ gia đình bị thiệt hại. Nhiều công trình bị lũ sói hư hại được bộ đội tu sửa lại, hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ đạt được 90%. Để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rào chắn, cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng, máy móc thực hiện công tác đảm bảo giao thông xe cộ sơ bộ trong thời gian sớm nhất. Đến cuối ngày 25 tháng 6, thì các tuyến đường huyết mạch từ Hà Giang đi các huyện đã được thông suốt. Thống kê sơ bộ, tỉnh có 3 người chết vì mưa lũ và gần 1.000 nhà dân bị ngập úng hư hại.